Lần đầu tôi thử, cái này là siêu độc lạ luôn nè mấy bà. Cà phê sầu riêng kết hợp với lại cà phê dừa. Mấy bà có tò mò cái vị của nó sẽ như thế nào không? Rồi rồi rồi, vào đây đi, tôi sẽ thử cho mấy bà nha. Tại vì hôm bữa giờ có rất là nhiều bà thắc mắc luôn á. Cái cà phê sầu riêng thơm nức mũi này á thì bữa giờ nó đang hết rần rần mà ai uống cũng khen hết trơn á. Thêm cái cà phê dừa nó béo và nó thơm mùi nước cốt dừa khỏi phải bàn luôn. Riêng từng lọ là đã thấy nó rất là ngon rồi. Bây giờ mình thử sáng tạo kết hợp lại một chút nha. Tôi mua cái combo cà phê sầu riêng và cà phê dừa này chỉ hơn 100 cành xíu xíu thôi. Mỗi hộp có 12 gói, tổng cộng combo này được 24 gói lận á mấy bà. À, lưu ý nha. Mấy bà phải pha đúng như tôi hướng dẫn thì cái cà phê nó sẽ sánh kẹo và thơm nức mũi luôn. À, phải pha 2 gói và cho một tí xíu nước thôi. Sau đó để cho cà phê nghỉ 5 đến 10 phút rồi hãy cho đá nhuyễn vào nha. Tới cái lúc này thôi là đã nghe nó thơm thơm hết chịu nổi rồi mấy bà ơi. Bây giờ thì tôi sẽ quậy đều lên và uống thử liền luôn nha. Phê thì sẽ không quá đậm mùi sầu riêng giống như là cà phê sầu riêng không nè. Mà kết hợp như vậy á nó tăng thêm vị béo của cà phê nước cốt dừa. Ê, không ngờ luôn nha mấy bà, sự kết hợp như vậy nó lại hòa quyện hoàn hòa một cách bất ngờ luôn. Kiểu thon thoảng cái mùi sầu riêng nè lại béo béo nữa và cái cà phê này nó ngọt rất là vừa phải luôn. Lại thêm pha y theo cái cách của tôi á thì cà phê nó rất là sánh đặc luôn nè. Trời ơi, mỗi ngày tôi chỉ cho buổi sáng như vậy nè để được thưởng thức một ly cà phê thơm ngon béo ngậy, cảm giác năng lượng tràn trề tỉnh táo cho một ngày làm việc luôn. Rồi nha, bà nào thích uống cà phê mà theo kiểu thơm thơm béo béo thì nhất định phải thử cái cà phê sầu riêng và cà phê nước cốt dừa này nha. Chứ cái combo này bữa giờ tôi giới thiệu bạn bè người thân ai cũng khen hết trơn á mấy bà.